theo phương âm của anh Tạ Thường Tứ, người lúc nào cũng có mặt với gia đình của Lại. Và sau chị Hoàng Ly là anh Toàn xin tặng chúng mình. Dạ, lời đầu tiên Hoàng Ly xin trân trọng kính chào quý vị tất cả quan khách hình ảnh ngày hôm nay và chúc quý vị bữa ăn thật ngon và một cái nhiều kỷ niệm để chúng ta cùng học hỏi đầy đủ vào năm tới. Và nhân tiện nhạc phẩm này Hoàng Ly muốn xin gửi đến cho anh chị Đại Ca Ước, anh chị Điền, nhất là bà chủ trong Nguyễn Lộc Sơn, là người ở tình với gia đình của Hoàng Ly. Với tựa đề Hai Vì Sao Lạ, xin mời quý vị thưởng thức.
Và sau đây xin mời anh Toàn. Và sau anh Toàn là anh chị